Biên tập viên Nga Vũ xin kính mời quý vị và các bạn cùng hướng lên màn hình để theo dõi nội dung bình luận của chúng tôi ngày hôm nay. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã ký nghị định của chính phủ công bố bộ quy định về quản lý đất hiếm. Hãng lithium lớn nhất thế giới cầu cứu vì khó cạnh tranh với Trung Quốc. Trung Quốc phản ứng việc EU điều tra chống trợ cấp đối với xe điện. Quan chức Mỹ thừa nhận không thể loại Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng khoáng sản. Thưa quý vị, trong bối cảnh các nền kinh tế toàn cầu đang ngày càng phụ thuộc vào các nguyên liệu thiết yếu, Trung Quốc vừa công bố một loạt quy định mới nhằm kiểm soát xuất khẩu những kim loại chủ chốt. Những kim loại này đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp, từ công nghệ cao đến sản xuất năng lượng tái tạo. Vậy lý do chính nào dẫn đến quyết định của Trung Quốc trong việc áp dụng quy định mới kiểm soát xuất khẩu các kim loại chủ chốt? Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chương trình bình luận ngày hôm nay với hai vị khách mời. Xin chào chuyên gia Lê Văn Cương. Xin chào quý vị khán giả. Ông là Phó giáo sư tiến sĩ triết học, Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an Việt Nam. Một trong những nhà phân tích nghiên cứu chiến lược quan hệ quốc tế, Thiếu tướng Lê Văn Cương. Xin chào chuyên gia Nguyễn Đăng Phát. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Ông là nguyên trưởng Ban biên tập Tin Thế giới Thông tấn xã Việt Nam, nguyên trưởng Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Moscow, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt-Nga, Tổng biên tập Tạp chí Bạch Dương, nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Cảm ơn hai vị chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa hai vị chuyên gia, trước khi đi vào cuộc trao đổi với hai vị khách mời của chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip ngắn sau đây để có cái nhìn rõ hơn về việc chính phủ Trung Quốc vừa công bố một loạt quy định mới nhằm bảo vệ nguồn cung đất hiếm với lý do liên quan đến an ninh quốc gia. Chính phủ Trung Quốc hôm 29 tháng 6 đã công bố hàng loạt quy định mới nhằm bảo vệ nguồn cung đất hiếm với lý do an ninh quốc gia. Các quy định mới liên quan đến việc khai thác, nung chảy và kinh doanh đất hiếm, vật liệu quan trọng gồm 17 nguyên tố được sử dụng trong gần như mọi sản phẩm, từ xe điện đến thiết bị quân sự. Trung Quốc khẳng định đất hiếm là tài nguyên thuộc sở hữu nhà nước. Chính phủ sẽ giám sát sự phát triển của ngành này. Trung Quốc hiện là nước sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới, đóng góp gần 90% nguồn cung toàn cầu. Đất hiếm quan trọng đến mức hồi tháng 5, Liên minh châu Âu EU thông qua tham vọng năm 2030 sẽ nội địa hóa được việc sản xuất vật liệu này. Nhu cầu đất hiếm của EU được dự báo tăng gấp 6 lần trong thập kỷ này và gấp 7 lần đến năm 2050. Các quy định mới của Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Chính phủ Trung Quốc sẽ lập một hệ thống theo dõi thông tin đất hiếm. Các doanh nghiệp khai thác, nung chảy, phân tách và xuất khẩu đất hiếm cũng phải có quy trình tương tự, ghi nhận trung thực về các bước và nhập thông tin vào hệ thống quốc gia. Từ năm 2020, Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu germanium và gallium, các nguyên tố dùng phổ biến trong sản xuất chip. Lý do là để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia. Họ cũng cấm xuất khẩu công nghệ làm nam châm đất hiếm và chiết xuất, phân tách đất hiếm. Những quy định mới thổi bùng lo ngại rằng giới hạn nguồn cung đất hiếm có thể làm tăng căng thẳng với phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Mỹ thường xuyên cáo buộc Trung Quốc dùng kinh tế để gây ảnh hưởng lên các nước khác. Bắc Kinh đến nay vẫn phủ nhận điều này. Việc Trung Quốc siết quản lý đất hiếm cũng diễn ra trong bối cảnh đầu tháng 8 năm 2024, EU công bố kế hoạch tăng thuế với xe điện Trung Quốc. Dù vậy, hai bên đang trong quá trình đàm phán lại về việc này. Hai bên vẫn còn nhiều thời gian, do đến tháng 11, thuế này mới có hiệu lực hoàn toàn. Thưa hai vị chuyên gia, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã ký nghị định của chính phủ và công bố bộ quy định về quản lý đất hiếm. Trung Quốc kiểm soát đất hiếm không có gì xa lạ khi mà nước này hiện kiểm soát 90% sản lượng đất hiếm tinh chế của toàn cầu. Tuy nhiên, từ năm 2023, Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu germanium và gallium là các nguyên tố dùng phổ biến trong sản xuất chip. Và họ cũng cấm xuất khẩu công nghệ làm nam châm đất hiếm và chiết xuất phân tách đất hiếm. Vậy thì với việc Trung Quốc ngày càng siết mạnh hơn nữa trong kiểm soát những loại kim loại thông thường, hành động này đang thể hiện những tính toán gì của Bắc Kinh? Thưa chuyên gia, xin mời chuyên gia Lê Văn Cường. Chuyện mà ra một cái quyết định mà ngăn cản hạn chế xuất khẩu cả đất hiếm sang Mỹ, phương Tây, nên cái chuyện đó là bình thường. Cái luật chip và khoa học của Hoa Kỳ năm 2012 là một cảnh báo rằng dứt khoát phải đè bẹp Trung Quốc về công nghệ. Họ đã ngăn cấm xuất khẩu các cái chip cấp cao như là 5 đến 7 nano này, là dứt khoát không được. Yêu cầu tất cả công ty Mỹ không được chuyển sang Trung Quốc. Thứ hai, có mấy quốc gia mà sản xuất chip mà hiện đại nhất thế giới, đánh quanh thế giới thì chỉ có Mỹ là một. Hà Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản chừng ấy thôi. Mà tất cả đồng minh của Mỹ.
tất cả cái gọi có thể nói nôm na là cái máy chủ của Hà Lan, của Đài Loan, của Nhật Bản, của Hàn Quốc đều là của Mỹ cả. Cái luật của Mỹ thế này, quốc gia nào sử dụng máy chủ của Mỹ thì Mỹ có quyền ngăn cấm được xuất khẩu sang các nước mà Mỹ cho là thù địch như Trung Quốc. Chứ Mỹ là dùng cái bộ luật này để ngăn cản các quốc gia sản xuất chip điện tử hiện đại và cái giấy chuyền hai cái cấm Hà Lan, cấm Đài Loan, cấm Hàn Quốc, Nhật Bản chuyển các cái giấy chuyền sản xuất chip cấp cao này cho Trung Quốc. Cái việc này diễn ra 2 năm nay rồi. Chứ cái việc mà Trung Quốc cấm xuất khẩu các cái đất hiểm này sang Mỹ phương Tây là chuyện bình thường thôi. Thật ra đây là cuộc chiến thương mại mà nó công bằng lắm, nó khách quan lắm, không có chuyện gì cả đâu. Chứ đời nào Trung Quốc chịu bỏ tay ngồi chịu chết trước cái đòn tấn công của Mỹ không có đâu. Nó có đòn bẩy. Mà thực ra đây sai lầm của cái bắt đầu từ Mỹ cả. Từ những năm 80 thế kỷ trước, cái đó 450 năm này, Mỹ là vô hình dung không thừa nhận, nhưng thật ra đến bây giờ họ thừa nhận rồi, đã diễn ra một quá trình phi công nghiệp hóa ở Mỹ, phi công nghiệp hóa ở châu Âu, chủ yếu ở Mỹ. Tức là những năm 80 của thế kỷ trước, thời ông Đặng Tiểu Bình nè, Mỹ đã chuyển những cái giấy chuyển sản xuất cơ bản nhất của nền kinh tế sang Trung Quốc. Lấy nhân công rẻ quá, các tập đoàn kinh tế thu lợi nhuận. Các tập đoàn kinh tế Mỹ và châu Âu có chỗ nào mà dễ làm ăn xuống có lợi nhuận là làm thôi ạ. Chuyển dây chuyền sản xuất sang Trung Quốc, trong lấy có dây chuyền tinh chế các đất hiếm, tinh chế đất hiếm rất độc hại, tốn kém, chuyển sang Trung Quốc hết. Toàn bộ cái dây chuyền đất hiếm này là Trung Quốc nằm tại sao? Vì đồng chí vừa nói là nằm như 90% đất hiểm tính chế là vì thế. Tất cả từ Mỹ đấy chứ không phải Trung Quốc đâu. Mỹ chuyển giao rất vui vẻ cho họ. Quá trình phi công nghiệp hóa của Mỹ nữa, chuyển công nghiệp hóa cho Trung Quốc, họ tận dụng cái này 60-40 năm. Nhưng cơ sở tính chế đất hiểm của Mỹ không còn bao nhiêu nữa cả, của châu Âu không còn bao nhiêu nữa cả, và Trung Quốc nằm toàn bộ 90%. Bà nói là vì thế đấy. Đấy là cái sai lầm, quá trình phi công nghiệp hóa của Mỹ, chuyển công nghiệp, hàng loạt công nghiệp hiện đại, trong đấy có cái công nghiệp tinh chế cái đất hiểm này, và họ phải trả giá thôi ạ. Tức là gieo cái gì thì gặt cái quả ấy thôi. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương. Tôi xin phép được nghe những chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Đăng Phát. Vâng. Quyết định mới của chính phủ Trung Quốc, tôi nghĩ đây là trước hết là một cái biện pháp đáp trả Liên minh châu Âu và Mỹ trong một cái cuộc cạnh tranh về kinh tế thương mại. Kinh tế thương mại thì có những mặt hàng đúng là chỉ thuần túy là kinh tế thương mại, nhưng có những mặt hàng này lưỡng dụng, cũng phục vụ cho quân sự, kỹ thuật quân sự nữa. Thì ở đây là bao giờ các đối thủ mà cạnh tranh nhau và đưa ra những biện pháp cấm đoán, hạn chế xuất khẩu này thì cũng cái lý do họ đưa ra thường là để bảo đảm an ninh quốc gia là chính. Thì Mỹ cũng thế thôi, Mỹ trước đây đã ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận công nghệ, rồi có những cái biện pháp mà cấm các tập đoàn của Trung Quốc, chẳng hạn như Hoa Vĩ của Trung Quốc là bị Mỹ cấm triệt để, thì cũng lý do là an ninh quốc gia. Nhưng mà đây cũng là một cái cuộc cạnh tranh để tạo điều kiện cho các tập đoàn, các công ty công nghệ của Mỹ cạnh tranh với trên thị trường thế giới, trên thị trường châu Âu, trên thị trường Mỹ và trên thị trường thế giới. Thì lần này Trung Quốc cũng sử dụng biện pháp này đáp trả. Và Trung Quốc có một cái thế mạnh, tức là họ có những cái mỏ đất hiếm, có những cái mỏ nguyên liệu khoáng sản quý mà bây giờ được khai thác sử dụng với việc có công nghệ nữa, thì được sử dụng ở trong nhiều lĩnh vực, trong nhiều thiết bị, trong nhiều phương tiện. Về mặt dân sự thì là ắc quy, ô tô điện, rồi về mặt vũ khí thì có liên quan đến tên lửa. Ví dụ một con chip như vậy là có thể sử dụng trong những cái mặt hàng hoàn toàn là dân sự, những con chip cũng có thể sử dụng trong những mặt hàng quân sự lưỡng dụng. Thì cái đó là rất đáng chú ý, và Trung Quốc họ có thế mạnh về cái tài nguyên đấy. Và cách đây một năm, cũng là khoảng tháng 8 năm 2023 thì họ có những quyết định cấm như biên tập viên Nga Vũ vừa nêu đấy. Thì lần này họ lại có biện pháp đáp trả nữa. Theo tôi đây là một cuộc chiến, một cuộc chiến thì chưa có hồi kết. Rồi đây sẽ có những bước tiếp theo nữa của cả hai phía.
trong cái cuộc chiến, nhất là đối với những cái mặt hàng nhạy cảm, những cái mặt hàng mà rất quan trọng cho những cái mặt hàng vừa dân sự vừa là quân sự. Vâng, thưa chuyên gia, vậy thì việc Trung Quốc siết quản lý đất hiếm diễn ra trong bối cảnh mà đầu tháng 6 năm 2024, khi EU công bố kế hoạch tăng thuế với xe điện Trung Quốc, dù vậy hai bên đang trong quá trình đàm phán lại về việc này. Vậy thì theo chuyên gia, Trung Quốc liệu có thể chiếm lợi thế khi mà có đặc quyền lớn như vậy trong lĩnh vực khoáng sản không? Rõ ràng là một lợi thế, bởi vì chúng ta biết số liệu mà thế giới cũng đều biết ấy, là 90% thị phần nguyên liệu đất hiếm, rồi những khoáng sản, những cái kim loại quý khác nữa thì Trung Quốc họ có ưu thế. Và có thể khi một cuộc đàm phán liên quan đến xe điện mà biện pháp đầu tiên do Liên minh châu Âu đưa ra nhằm vào Trung Quốc đấy, thì có thể cuộc đàm phán đi đến cái kết quả nào đấy, trong đàm phán thì đều có tìm kiếm những cái sự nhượng bộ, những nhân nhượng, thì lúc đấy có thể Trung Quốc lại điều chỉnh cái quyết định kiểm soát vừa mới ra, thì cũng có thể là để đáp ứng một phần nào đấy trong cái cuộc cạnh tranh, trong cái cuộc thương lượng, trong cái cuộc chiến thương mại, thì có thương lượng, và có thương lượng thì có những cái sự nhượng bộ, những cái sự hài hòa nhất định để bảo đảm lợi ích cho nhau, thì cái này là thuộc về triển vọng của tương lai, chúng ta cũng phải theo dõi thêm. Và tôi xin mời chuyên gia Lê Văn Cương. Như chuyên gia Nguyễn Đăng Phát đã nói là thật ra thì quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ, với châu Âu thì đã diễn ra mà công khai rồi. Chỗ này phải nói mà này các bạn lưu ý này. Trong cái kênh bạc Trung Quốc thì Mỹ khác châu Âu. Mỹ thì quyết bằng một cách ngăn cản, cản trở, kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc. Họ đang làm mọi chuyện, làm chỗ này nhưng làm chưa thành công. Nhưng châu Âu quan điểm khác. Châu Âu đưa ra là không, không nên ngăn cản nhỉ. Quan điểm giảm rủi ro khi làm việc với Trung Quốc là quan điểm của châu Âu đấy. Vẫn hợp tác với Trung Quốc. Mà trong châu Âu thì cái quốc gia cường quốc mà đứng đầu đó, mà Mỹ khó chịu nhất là Pháp. Macron là cầm nguồn cờ đi đầu là hợp tác với Trung Quốc. Macron không phải ông cảnh giác với Trung Quốc, nhưng mà lợi ích với Trung Quốc thì không thể cưỡng được. Mỹ cũng vậy thôi. Chứ Trung Quốc biết được cái điều này. Chứ ngay vừa rồi bạn có nói rằng là châu Âu là tăng thuế cái xe điện của Trung Quốc. Trung Quốc có phản ứng. Nhưng nên nhớ cái phản ứng của Trung Quốc châu Âu thì khác phản ứng của Trung Quốc và Mỹ. Trung Quốc muốn tách châu Âu khỏi Mỹ. Cái quan trọng nhất là thế. Cái thị trường Mỹ không an toàn một tí nào cả. 470 triệu người châu Âu khổng lồ. Thu nhập cao thế này này. Cho nên Trung Quốc biết rằng là chơi với Mỹ cực kỳ khó. Vào thị trường Mỹ rồi sẽ lúc đó là rủi ro. Ông ta cố gắng tách châu Âu khỏi Mỹ. Cho nên cái phản ứng, cái trả đũa của Trung Quốc đối với châu Âu khác với trả đũa của Mỹ. Có thể nói như vậy. Rất từ từ lựa chọn bằng một cách lôi kéo châu Âu. Đây là sách lược của Trung Quốc mà tôi cho thấy là khôn ngoan. Chứ còn nữa thì mình phải nói rằng là cái hồi ông Trump á, ông đưa ra cái chủ trương là tách kinh tế khỏi Trung Quốc với Mỹ thì không tách được đâu. Tách thế nào được? Cái công nghệ dược phẩm của Mỹ là người Do Thái nắm. Tôi nói rằng là chính quyền Joe Biden, bất cứ ông nào làm tổng thống cũng phải bảo kê cho Israel Do Thái là vì thế. Silicon là 1/3 là người Do Thái. Công nghệ dược phẩm là người Do Thái. Các cái tập đoàn lớn sản xuất vũ khí tên lửa người Do Thái cả. Đấy chứ nói là người Do Thái vận động hành láng giỏi nhất thế giới nữa. Nhưng cái điều quan trọng là thế này nè. Washington bằng mọi cách, từ nhiều hướng, từ nhiều công cụ để kìm hãm Trung Quốc phải dứt khoát. Ông phải đi sau tôi 10-15 năm. Mà cái điều này Trung Quốc kiên quyết mở ra ngay khác. Đấy là cái sai lầm của Mỹ mà Mỹ không thể thành công được. Chứ còn phải nói rằng tách thế nào được. Ngay cái ngành dược phẩm của Mỹ nó nổi tiếng thế giới. Thuốc của Mỹ tốt lắm. 2/3, 62% nguyên liệu để làm thuốc chữa bệnh của Mỹ lấy từ Trung Quốc này ạ. Trung Quốc chưa ra cái đòn này đâu. Một cái tài liệu của Pháp nói thế này.
Nếu Trung Quốc mà ngắt cái nguyên liệu dược phẩm làm thuốc chữa bệnh của Mỹ đó, thì trong một tuần lễ Mỹ hết thuốc chữa bệnh. Họ nắm rất cơ bản. Cái nguyên liệu đất hiện vừa rồi là mới một công cụ thôi. Trong tay Trung Quốc còn nhiều công cụ đối với Mỹ lắm. Thuốc chữa bệnh của Mỹ. Ngay cả Ấn Độ cũng vậy ạ. 60% nguyên liệu Ấn Độ thuần tốt lắm. 600 nguyên liệu thuộc Ấn Độ lấy từ Trung Quốc. Nếu mà Trung Quốc cắt thì ngành ô tô của Mỹ hiện nay nha, 1/3 cái phụ tùng ô tô của trong cả cái hãng ô tô lớn Mỹ lấy từ Trung Quốc. 40 năm chuyển công nghệ từ Mỹ sang Trung Quốc rồi mà. Ngay Nhật Bản cũng vậy thôi ạ. Cái Toyota và cả cái Mitsubishi đó, 1/3 cái phụ tùng của ô tô lấy từ Trung Quốc hết. Chứ không tách được. Chứ cái việc mà Trung Quốc mà tôi cho rằng là hạn chế xuất khẩu một số cái đất hiểm sang Mỹ, sang Tây Âu là bình thường. Cuộc như là chuyên gia người nó phản hồi là cuộc trả đũa của chiến tranh thương mại mà. Cho nên cái khôn ngoan nhất là hợp tác với nhau thôi. Chứ còn đối đầu với nhau thì sẽ không ai thắng cả. Trung Quốc trong tay họ còn nhiều công cụ lắm. Mà đừng đùa với Trung Quốc. Cách đây 7 năm, năm 2017, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới này đặt một mũi khoan vào lòng đại dương sâu 10 cây số. Dưới lòng đại dương này rất nhiều đất hiểm. Cái trữ lượng đất hiểm đại dương gấp 1.000 lần trữ lượng đất hiểm trên mặt đất này. Trung Quốc đi đầu đại dương này là đất hiểm. Trung Quốc đi đầu khai thác đất hiểm mặt trăng. Chứ họ có đủ công cụ đối phó chúng đơn giản đâu ạ. Đấy là một thôi. Cái trò chơi là mới bắt đầu thôi, mới dạo nhạc thôi, chưa vào bản chính. Vâng, thưa chuyên gia. Vậy thì theo chuyên gia, vị thế gần như là độc quyền của Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản sẽ có tác động như thế nào tới chuỗi cung ứng và nền kinh tế toàn cầu? Cái này một phần do Washington. Trung Quốc cũng không muốn làm căng chuyện này, phải nói thẳng thế. Họ ngừng nhận xuất khẩu thì họ thiệt chứ không phải không thiệt. Chỉ cần Mỹ yêu cầu Trung Quốc đáp trả, yêu cầu Mỹ phải giảm bớt cái ngăn cấm xuất khẩu cái công nghệ cao sang Trung Quốc. Đây là một. Mỹ đừng can thiệp công nghiệp nội bộ Trung Quốc như là người Tân Cương, Tây Tạng, như Đài Loan. Thì Trung Quốc hợp tác thôi. Chứ nếu như có thể nói là cái vấn đề đầu tiên khởi sự từ Washington. Đến bây giờ thì hai bên trở thành hai chiến tuyến rồi. Và tôi nghĩ rằng là tác động lên chủ cung của toàn cầu. Nói gì thì nói chứ nên công cái kinh tế Mỹ vẫn là động lực của thế giới. Nên kinh tế Mỹ cái phố ổn sụp đổ thì cả thế giới sụp theo. Cái năm 2 tháng 9 năm 2008 phố ổn sụp đổ, cả thế giới sụp hết. Chứ tôi nghĩ rằng là cái nền kinh tế của Mỹ nó có vai trò đặc biệt quan trọng. Nền công nghiệp quốc phòng của Mỹ cũng là đứng đầu thế giới. Như chuyên gia Nguyễn Đăng Phản nói đấy ạ. Tất cả những lithium và những nguyên hiểm này là nằm trong cái thiết bị công nghiệp quân sự hết. Tất nhiên Mỹ có cách thay thế nhưng không đơn giản đâu ạ. Mỹ bây giờ muốn xây dựng lại một cái nhà máy để tinh chế lithium không đơn giản đâu. Cái này họ chuyển sang Trung Quốc cách đây 40 năm rồi. Cái lực lượng này chuyển sang một việc khác rồi. Chứ ngay cái nền công nghiệp của Mỹ bây giờ muốn lặp lại để mà hạn chế phụ thuộc Trung Quốc cũng không phải đơn giản đâu. Ngày một, ngày hai mới làm được đâu. Chỉ có cách là thôi, hợp tác với Trung Quốc. Con đường duy nhất là như vậy thôi. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương. Tôi xin phép được nghe những chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Đăng Phát. Vâng. Từ ý kiến của chuyên gia Lê Văn Cương thì rất hay và cũng nói nhiều đến Mỹ thì thực ra cũng gợi cho chúng ta, cho tôi và có thể quý vị khán giả nữa suy nghĩ đến cái thời điểm mà chính phủ Trung Quốc vừa rồi đưa ra cái quyết định vừa rồi. Những nội dung cơ bản của nghị định mới của chính phủ Trung Quốc thì có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9. Không phải là ngay bây giờ. Và ta hãy suy nghĩ về thời điểm đưa ra quyết định này và thời điểm bắt đầu thực hiện cái này. Thời điểm này thì nó có bối cảnh. Mà ý tôi muốn nói ở đây là khi mà ở Mỹ cuộc vận động tranh cử tổng thống đang cao trào. Bây giờ thì rõ rồi. Một ứng cử viên hàng đầu là cựu tổng thống Donald Trump. Một ứng cử viên hàng đầu nữa của Đảng Dân Chủ là bà Kamala Harris. Thì có thể nói là hai đối thủ
hai ứng cử viên nổi bật, thì tôi nghĩ là quyết định của Trung Quốc cũng là một cái thông điệp, cũng là một cái tín hiệu mà gửi tới đối tác thương mại và đối thủ cạnh tranh chiến lược lớn của Trung Quốc là Mỹ, giữa cái lúc mà cao trào vận động tranh cử đang nổi bật. Hiện nay thì có nhiều quan sát viên cho rằng Trung Quốc không mong muốn ông Donald Trump tái đắc cử. Vì ông ấy là ông có một cái chiến lược chống Trung Quốc, kiềm chế Trung Quốc, hạn chế Trung Quốc, nhất là về kinh tế thương mại. Nước Mỹ trên hết, rồi coi Trung Quốc là một đối thủ lớn, vân vân. Thì đấy là quyền của các nhà quan sát. Nhưng cũng tôi nghĩ cái thời điểm mà Trung Quốc hiện nay đưa ra quyết định này không chỉ trực tiếp là vì vừa rồi là Liên minh châu quyết định đánh thuế xe điện hay là cái đó. Theo tôi nghĩ cái phần ấy nó không phải là lớn lắm, nó không phải là chiến lược, mà chiến lược là ở cái tín hiệu, ở cái thông điệp của Trung Quốc gửi đi cho nước Mỹ vào lúc này. Như chuyên gia Lê Văn Cương đã phân tích từ nãy giờ, tất cả mọi cái có liên quan đến Mỹ, tác động đến Mỹ và Mỹ tác động đến những cái động thái của Trung Quốc trong thời gian qua và hiện nay. Tôi muốn nói thêm một tí xung quanh cuộc bầu cử Mỹ và Trung Quốc. Chuyên gia Nguyễn Đức Phát còn nói rằng là nhiều người cho rằng là Trung Quốc rất sợ Donald Trump quay lại, đúng không? Đúng ạ. Ngay cả báo chí Mỹ cũng nói thế và học giả Mỹ cũng nói thế. Quan điểm của tôi hoàn toàn khác. Đấy là sự nhầm lẫn lớn. 4 năm lãnh đạo nước Mỹ năm 2016-2020, Tổng thống Hoa Kỳ đã dâng cho Trung Quốc một cái món quà mà không ai làm được cả. Hình thức thì ông ta phản động chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Đúng rồi. Cùng phải nói chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ tháng 12 năm 2017. Lần đầu tiên một cái văn kiện quan trọng của Mỹ như vậy coi Trung Quốc là đối thủ. Trong cái chiến lược an ninh quốc gia của ông Donald Trump, ông nói thẳng, Trung Quốc đang có âm mưu đẩy Mỹ ra khỏi khu vực châu Á Thái Bình Dương trong tương lai gần và soạn ngôi vị thế siêu cường của Hoa Kỳ trong tương lai xa, chính là Donald Trump. Thì đúng là ông nói như vậy, nhưng mà hành động ông Trump này là dâng toàn bộ thế giới cho Trung Quốc. Trời đất ơi, Donald Trump là xé toạc cái mối quan hệ xuyên đại Tây Dương. Chưa bao giờ quan hệ Mỹ với châu Âu mà chạy choạc như là Donald Trump cả. Donald Trump cũng làm chạy choạc cái NATO, thậm chí ông còn đe dọa rút khỏi NATO. Trump họ là càng là châu Âu, nước nào không chi ra 2% GDP nữa thì tôi cho mặc ông Putin muốn làm gì thì làm. Trên thế giới này duy nhất Donald Trump làm được cái việc là phá nát phương Tây, không ai làm được hết. Chứ cái đấy là món quà to lớn nhất, vĩ đại nhất mà ông Donald Trump lại dâng cho Trung Quốc và Nga. Chứ cho dù Trung Quốc nói gì thì kệ họ, nhưng mà tôi nghĩ rằng là Trung Quốc rất thích Trump trở lại. Trump trở lại 4 năm nữa ông phá nốt được phương Tây xong thì Trung Quốc Nga sướng. Chứ không phải như cái số học giả phương Tây cũng có một số người giỏi. Như Kissinger, như Brzezinski thì nhiều người giỏi thật. Nhưng mà thật ra nhiều người cũng tầm tầm thôi. Người Việt Nam ta là bụt nhà không thiêng. Tôi này thật đại bộ phận chuyên gia Mỹ tôi thấy tầm thường. Tôi thẳng mà nói thế. Ngay Kissinger cũng vậy. Kissinger không hiểu Trung Quốc. Trong một sách tôi viết thẳng, riêng về Trung Quốc, Kissinger chỉ là một học trò trình độ trung bình thôi, không phải học trò giỏi. Không hiểu. Chứ rõ ràng phải nói rằng là Trung Quốc và ông Putin và tập của mình, tôi nghĩ tôi giải mã, có lẽ là ông chờ sướng nhất là chấm trở lại. Tuyệt vời. Rất chứ không phải ghét chăm đâu, quý lắm. Chỉ có chăm thì phá phương Tây thôi chứ ai phá được. Vậy là Trung Quốc đang rất mong chờ ông Trump trở lại ạ. Quan điểm của tôi là thế. Putin cũng muốn thế. Xin cảm ơn hai vị chuyên gia. Thưa quý vị, trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, vấn đề kiểm soát các khoáng sản quan trọng vẫn luôn là chủ đề nóng hổi. Đặc biệt sự gia tăng lo ngại của Mỹ về việc Trung Quốc kiểm soát các khoáng sản thiết yếu đang thu hút sự chú ý. Để có cái nhìn chi tiết hơn về các động thái chiến lược của Trung Quốc trong việc nắm giữ nguồn cung khoáng sản quan trọng, đồng thời phân tích các phản ứng và biện pháp đối phó của Mỹ trước tình hình này, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm ngày 14 tháng 2 cho biết nước này rất lo ngại về sự kiểm soát của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu về các khoáng sản quan trọng.
Phát biểu bên lề hội nghị bộ trưởng năm 2024 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA tổ chức tại Paris, Pháp, Bộ trưởng Granholm cho biết Mỹ đang cập nhật các quy định, bao gồm luật khai thác mỏ 150 năm để đảm bảo việc khai thác bền vững và hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng chất quan trọng. Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với những đối tác như Australia, Canada để đa dạng hóa nguồn cung, và hợp tác là một trong những chủ đề mà Mỹ nêu ra tại hội nghị IEA. Trước đây, IEA đã cảnh báo rằng nguồn cung ngày nay không đủ để chuyển đổi ngành năng lượng. Đó là bởi vì có sự tập trung về mặt địa lý tương đối cao trong việc sản xuất nhiều nguyên tố chuyển tiếp năng lượng. Hầu hết trữ lượng đất hiếm đều nằm ở Trung Quốc, trong khi Việt Nam, Brazil và Nga cũng là những quốc gia có nguồn đất hiếm lớn tính theo trữ lượng. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu về khoáng sản và nguyên liệu thô quan trọng cho quá trình chuyển đổi năng lượng tăng vọt. Việc sử dụng các kim loại như nickel, đồng, lithium và cobalt rất đa dạng, bao gồm cả xe điện, tua bin gió và các tấm pin mặt trời. Trung Quốc là nước dẫn đầu trong chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, chiếm khoảng 60% sản lượng khoáng sản và nguyên liệu đất hiếm trên thế giới. Các quan chức Mỹ trước đây đã cảnh báo điều này đặt ra một thách thức chiến lược trong bối cảnh chuyển đổi sang các nguồn năng lượng carbon thấp. Khi được hỏi Mỹ có thể tăng cường hợp tác và sản xuất nhanh đến mức nào để đảm bảo không bị thua trong cuộc đua khoáng sản quan trọng, bà Granholm cho rằng hợp tác sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề này. Nếu sản xuất tại Mỹ sẽ mất nhiều thời gian hơn, và đó là lý do Mỹ đang hợp tác rất chặt chẽ với các đồng minh về các khoáng sản quan trọng để thực hiện quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế sử dụng năng lượng sạch. Vâng, thưa hai vị chuyên gia, qua phóng sự vừa rồi, ta có thể thấy rằng Trung Quốc hiện đang kiểm soát phần lớn thị trường khoáng sản quan trọng toàn cầu. Đây là nhà sản xuất hàng đầu toàn cầu của 29 mặt hàng, bao gồm 22 kim loại và 7 khoáng sản công nghiệp. Bắc Kinh đã sử dụng quyền kiểm soát chuỗi cung ứng toàn cầu gần như độc quyền của mình đối với các khoáng sản quan trọng để giành được lợi thế chiến lược so với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Vậy thì chuyên gia đánh giá như thế nào về vấn đề này? Về vấn đề này thì tôi nghĩ thế này. Thật ra là tất cả các vấn đề quan hệ với nhau hết. Quan hệ kinh tế liên quan đến quan hệ công nghệ, liên quan đến quan hệ với quốc phòng an ninh. Khi mà có một cái biện pháp ngăn chặn về cái thương mại kỳ đất hiếm này, nó không chỉ rung chuyển về kinh tế đâu, rung chuyển mối quan hệ về với an ninh và quốc phòng các nước, quan hệ đối ngoại với các nước nữa. Chứ khi vấn đề này Trung Quốc đưa ra cái này thì chắc chắn Nhật Bản phải phản ứng thôi. Nên cái phản ứng Nhật Bản là con đường duy nhất là bắt tay về Mỹ. Thế thôi. Thứ nhất, tiếp tục thực hiện cái cấm xuất khẩu cái chip cấp cao cho Trung Quốc, cái giấy chuyển hàng xuất chip. Các vấn đề khác nữa. Về quốc phòng thì chắc chắn việc này Nhật Bản sẽ thắt chặt với Mỹ hơn nữa. Mua thêm cái F-35 của Mỹ, mua thêm cái tên lửa Tomahawk của Mỹ, vân vân. Như vậy từ một cái việc kinh tế, nó chắc chắn là dần lên vấn đề quốc phòng an ninh, vấn đề đối ngoại. Cái điều này chỉ thúc đẩy cái mối cái bộ ba là Mỹ, Nhật, Hàn chặt chẽ với nhau. Chứ không, ta không nên tách vấn đề chỉ kinh tế thuần túy. Kinh tế, chính trị, quốc phòng nên gắn chặt với nhau trong cái thời buổi này, thời đại này. Khi Trung Quốc đưa ra một chính sách như vậy, chắc chắn rung chuyển tất cả mối quan hệ ở Đông Bắc Á. Không chỉ quan hệ với Mỹ, không chỉ quan hệ với châu Âu, quan hệ Đông Bắc Á trực tiếp, gọi là cái bộ mặt trực diện phía trước của Trung Quốc này. Chứ cái này chắc chắn là rung chuyển. Mà buộc lòng các nước phải thay đổi. Không có đường nào chịu ngồi một chỗ mà chịu cái đòn của Trung Quốc cả. Họ phải tìm cách. Và những cách này chắc chắn là nói chung là không có lời cho Trung Quốc. Cuộc chơi này là thế thôi ạ. Không bao giờ người ta chịu ngồi một chỗ chịu thiệt thôi cả. Để phải tìm ra để đối lại với anh. Có thể nói như vậy. Tôi xin mời chuyên gia với Đông Phát. Chuyên gia Lê Văn Cương vừa nói rất đúng là các đối thủ, các đối tác không ngồi yên đâu. Trong câu chuyện của Trung Quốc này thì Trung Quốc nắm nhiều ưu thế, nắm tỷ trọng lớn, chứ không phải là tất cả, không phải là tuyệt đối. Và ở đây còn có vấn đề công nghệ nữa, tức là khoáng sản, nguyên liệu, kim loại, mỏ, đất hiếm, vân vân, công nghệ để chế biến, để sử dụng nữa. Thì công nghệ thì có những lĩnh vực không phải là Trung Quốc đứng đầu. Vừa qua có thông tin này với việc những cái quyết định mới của Trung Quốc này thì cũng đã rồ lên những thông tin là Mỹ tìm kiếm những cái nguồn khác từ Hà Lan hay từ nước khác ở nhiều vùng trên thế giới có. Trong đấy thì như Việt Nam chúng ta cũng là nguồn đất hiếm cũng là rất lớn.
Còn lấy một ví dụ, một cái loại nguyên liệu khác rất quan trọng cho năng lượng và cho vũ khí là uranium đấy. Thì ví dụ ở Nga, ở Kazakhstan rất nhiều. Và có một cái sự gián đoạn từ Nga, từ Kazakhstan chẳng hạn, thì Mỹ và các nước khác lại tìm nguồn khác trên thế giới cũng rất có. Tức là luôn luôn sống động và luôn luôn sáng tạo. Người ta không ngồi yên và những cái đòn trả đũa. Anh có thể làm thế này thì người ta cũng có thể làm thế kia với anh. Và trong một cái thế giới mà đã toàn cầu hóa từ lâu rồi, một cái thế giới mà lệ thuộc nhau rất lớn, thì một mình, ngay cả ảnh hưởng của Mỹ, vai trò của Mỹ cũng đã suy giảm. Mỹ vốn là gọi là vai trò toàn cầu để dẫn dắt, và trong một chương mục nào đấy, lĩnh vực nào đấy, người ta gọi là sandom quốc tế đấy, thì cũng đã giảm sút rất nhiều rồi. Thế giới bây giờ thế giới đa cực, thế giới đa trung tâm, thế giới đa đối tác. Thì một mình anh nắm cái chuỗi cung ứng, hoặc là anh định cắt đứt, anh định gián đoạn cái gì thì cũng không được, bởi vì cộng đồng, các đối tác, người ta sẽ tìm kiếm những biện pháp để vượt qua những cái thử thách đó. Vâng, thưa chuyên gia, cuộc chiến của Nga với Ukraine thì dường như đã dạy cho EU và NATO rằng sự phụ thuộc vào kinh tế và các cường quốc là rủi ro không thể chấp nhận được. Vậy thì liệu những bài học đó có liên quan đến Trung Quốc hay không ạ? Tôi mời xin mời chuyên gia Lê Văn Cương. Vấn đề bạn nêu ra thì tôi phải thấy thế này nè. Cái châu Âu phụ thuộc Nga về cái năng lượng, 40% khí đốt và 30% dầu mỏ. Cái này phía sau đây chúng ta phải thấy là cái bóng của Washington. Trở lại quan hệ Nga-Trung Quốc-Mỹ, chuyên gia Nguyễn Đăng Phật nói đúng nè. Ba quân gồm này không phải anh nào tuyệt đối đâu ạ. Theo một cái công trình nghiên cứu của chính các nhà khoa học Mỹ đó, 47% cái tài nguyên thiên nhiên nằm trên lãnh thổ Nga của thế giới, nằm trong Nga. Nga chiếm 47% thế giới, chưa khai thác được. Cái lãnh thổ 17 triệu cái số vuông mà. Nghe tôi nói cái nước ngọt này này. Khi thế giới hết nước ngọt rồi thì 10 tỷ người này, Nga vẫn cung cấp nước ngọt cho đủ 10 tỷ người này uống bằng cái hồ Baikal này này. Cho nên không có cái anh nào có khả năng thao túng toàn bộ được đâu. Ba cường quốc này có thể nói là cuối cùng nó phải bắt tay với nhau mức độ nào đấy thôi. Vấn đề cuối cùng là sau cuộc chiến Nga nó kết thúc nên diễn ra thế nào. Chứ đừng hy vọng rằng là anh sẽ nắm quyền lực tuyệt đối, chi phối tuyệt đối lĩnh vực này, không có đâu. Người Trung Quốc kinh khủng lắm. Tôi nói cái sức mạnh sáng tạo của Trung Quốc kinh khủng lắm. Tôi nói các bạn là từ năm 1980 bây giờ, 44 năm nay, 100 cái dự báo của nhà khoa học Mỹ về Trung Quốc sai cả trăm cái, 100% sai lầm. Sức sống vĩ đại, sức sáng tạo người Trung Quốc kinh khủng lắm. Ở châu Âu người Nga không vậy thôi ạ. À. Người Nga là dân tộc đặc biệt nhất châu Âu. Cái dòng dõi Slav cực kỳ kỳ lạ lắm. Ngay trong chiến tranh thế mà họ vẫn tồn tại. Ngay trong chiến tranh thứ hai là 57 triệu người chết thì 25 triệu người Nga đấy ạ. Họ vẫn đi trước Mỹ với tên lửa đạn đạo. Họ vẫn chinh phục vũ trụ. Gagarin đầu tiên phải người Mỹ. Cho nên tôi nghĩ rằng là thế giới sau này sẽ tồn tại một cái bá trục Mỹ Nga Trung, phải hợp tác với nhau thôi. Muốn kéo dài thì phải hợp tác với nhau thôi. Chứ đừng hy vọng rằng là tôi có cái này tôi được khống chế anh, không có đâu. Tất nhiên những con bài này mang tính chiến thuật, mang tính tình huống từng giai đoạn thôi. Chứ không có anh họ áp đảo anh nào đâu, có thể nói thẳng. Ngay bây giờ uranium mà tinh chế chủ yếu Mỹ lấy từ Nga đấy chứ. Thì Nga nó cắt rồi là mình khó khăn chứ. Mỹ lập lại một dây chuyền tinh chế uranium đến cấp độ làm vũ khí 90% không đơn giản đâu ạ. Mà cái này Nga là có hàng trung tâm, hàng chục cái trung tâm làm cho uranium lớn nhất thế giới. Chứ nói chung thì cái cuộc chiến Nga-Ukraine và những vấn đề nóng bỏng quan hệ trong về Trung Mỹ nó mang tính thời tình huống, mang tính giai đoạn lịch sử thôi. Và như vậy thì chắc chắn sẽ diễn ra cái đối đầu trong một tình huống nhất định. Nhưng mà cuối cùng họ vẫn phải hợp tác với nhau. Không thể tách Trung Quốc khỏi Nga, khỏi Mỹ được. Không thể tách Trung Quốc khỏi Nga được. Mà châu Âu của Nga thì làm gì tồn tại châu Âu? Không có đâu ạ. Phụ thuộc lẫn nhau thôi. Có thể nói như vậy.
Tôi xin mời chuyên gia Nguyễn Đăng Phát ạ. Vâng, thực tế cuộc sống trên thế giới thì đã chứng tỏ điều này là nếu lệ thuộc vào một nguồn, lệ thuộc vào một trung tâm, lệ thuộc vào một nước thì không thể được. Thực ra mà nói thì chủ nghĩa đơn phương rồi chủ nghĩa biệt lập vân vân đều phá sản, mà các mối liên hệ chằng chịt nhau và các nước, rất nhiều nước hiện nay là đa phương, chính sách đối ngoại là đa phương trong chính trị, đối ngoại trong kinh tế, đa phương có chọn lọc, như Ấn Độ chẳng hạn cũng là chính sách đa phương có chọn lọc, thì đều phải dựa vào nhau và lệ thuộc vào nhau. Cái đó nó đã thành một cái rõ ràng ở trên thế giới rồi. Thì tôi nghĩ chúng ta đang nói về nguồn nguyên liệu, nguồn vật liệu, nguồn khoáng sản mà Trung Quốc nằm trong tay với một cái tỷ trọng rất lớn đấy. Thì Trung Quốc có những biện pháp kiểm soát, nhưng mà thế giới họ cũng có những nguồn khác, tìm được những nguồn khác. Có thể trong một cái giai đoạn trước mắt thì giá cả những cái mặt hàng ấy và những cái mặt hàng có liên quan đến những cái nguyên liệu và những cái kim loại ấy thì có thể trong một triển vọng ngắn có thể là tăng lên, nhưng mà sẽ đi vào bình ổn, sẽ đi vào bình ổn. Thế giới sẽ tìm được những biện pháp để mà chế ngự tất cả những cái hạn chế đơn phương từ một cái quốc gia, một cái đối tác nào đấy. Tôi mà nói thêm một tí, tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm về cho những người Đăng Phát. Cái thế giới hiện nay buộc cả quốc gia phải trở lại một nguyên lý cơ bản của người xưa dạy, là không được bỏ trứng vào một giỏ. Ông Erdogan là con người mà tôi rất nể trọng. Đồng minh của Mỹ đấy, vào NATO năm 52, Mỹ đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào chốt chặn cái tây, phía tây nam của Liên Xô. Đồng minh của Mỹ chắc chắn 100% rồi. Ông vẫn bắt tay Putin, không chơi bỏ trứng một giỏ. Ông vẫn mua hết 100 của Nga. Bây giờ đang còn xin vào cái BRICS đấy, rồi là SCO, Tổ chức Thượng Hải nữa. Đồng minh của Mỹ đấy chứ. Trên cái thực tiễn, do cái chính sách áp đặt của Mỹ và chủ nghĩa thực dân cụ thể mới, các quốc gia dân tộc thể dân thức tỉnh và họ nghĩ rằng không thể bỏ trứng một giỏ được. Không, một cái gọi là đa dạng hóa, như chuyên gia của Đăng Phát nói là không bao giờ chỉ một đơn phương. Và xin lỗi, Việt Nam ta không vậy thôi. Không dưng mà ta nâng cấp quan hệ Việt Nam quy đối tác chiến lược toàn diện. À, không dưng mà ta ở đấy thì sang bên kia thần tiết mù xây dựng đối tác chiến lược với Italy, với Anh, với Pháp à? Nó là cái gì? Tất cả quốc gia đều thức tỉnh trong cái bối cảnh thế giới này, không bỏ trứng một giỏ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ. Vâng, xin được cảm ơn hai vị chuyên gia về những nhận định đánh giá vừa rồi. Thưa hai vị chuyên gia, thưa quý vị khán giả, những quy định mới mà Trung Quốc áp dụng cho thấy rõ đường lối chiến lược của Trung Quốc đối với các nguồn kim loại tối quan trọng, nhằm mục tiêu cân bằng giữa nhu cầu trong nước với những mục tiêu kinh tế và địa chính trị rộng lớn hơn của Bắc Kinh trên trường quốc tế. Điều này vừa là thách thức vừa là cơ hội cho nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những đánh giá khách quan nổi bật của hai vị chuyên gia trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Nếu yêu thích chương trình, quý vị hãy bấm nút like, chia sẻ và theo dõi kênh để cùng chờ đón những chủ đề hấp dẫn trong các số tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngay cái nền công nghiệp của Mỹ bây giờ muốn lặp lại để mà hạn chế phụ thuộc Trung Quốc cũng không phải đơn giản đâu. Ngày một, ngày hai mới làm được đâu. Chỉ có cách là thôi, hợp tác với Trung Quốc. Con đường duy nhất là như vậy thôi. Trung Quốc nắm nhiều ưu thế, nắm tỷ trọng lớn, chứ không phải là tất cả, không phải là tuyệt đối. Trên thế giới này duy nhất Donald Trump làm được việc là phá nát phương Tây, không ai làm được hết. Chứ đấy là món quà to lớn nhất, vĩ đại nhất mà ông Donald Trump lại dâng cho Trung Quốc và Nga. Đây là một cuộc chiến thì chưa có hồi kết.